Cần Thơ kỹ sư 065 một video review thiết bị các bạn. VSB VSB của Việt Nam. Hai cái màn hình ha, to đùng 24 inch và 2PS thương hiệu á. Thì trên kênh mình thì mình review nhiều cái thiết bị của VSB như là main á, rồi ổ cứng SSD, cây USB là tiếng là cây. Hôm nay mình tới màn hình các bạn. Màn hình này 24 inch mà 23,8 à. Made in China ha, nói chung là Trung Quốc gia công cho mình ha, cho cái công ty công nghệ thông tin VSB. Hàng này thì người ta mua ha, mình chưa biết giá ha, mình làm tra thử VSB, những cái nguồn VSB cũng nổi tiếng nha. Đây mở nắp bên trong nên nó xài nguồn nguồn adapter bạn, chứ không phải cái nguồn 220 mình á. Chân nó này, chân thiết kế khá đẹp ha, HDMI. Rồi mở ra sau đây qua full viền bạn, full viền ha, 24 inch. Này bật lên thử đây, led mà IPS nữa ha, khá đẹp ha. Cũng hơi công công VSB. Cái này là người khác mua bạn, mình chỉ review thôi ha, chứ mình không có đề xuất hay là mình giới thiệu á. Này, ghim thử vô VSB. Khá ok ha, không biết bảo hành bao lâu đây. Cái này thì giao cho người ta bạn. Mua giao cho người ta ha. VSB gõ chữ IBS 24 inch ha. Đây nó nhiều giá quá bạn. Nhiều trang bán công Thinking 24 inch. Shopee, Lazada 2 triệu, 2 triệu 8, 24 inch. Không biết cái mã chính xác là mã gì các bạn. Mình để coi coi. Tràng viền ha. Vô đại cái tin học coi sao bạn ha, mình ngẫu nhiên thôi ha, mình không có giống cái này không ta. Wow, nhưng mà giá mình nghĩ thì cũng xem tầm hơn 2 triệu một tí các bạn. Thì so với cái những thương hiệu như Dell hay là HP, Samsung hay là Asus thì nó rẻ hơn nha, có thể là rẻ hơn, giá nó rẻ hơn bằng 2 phần 3 giá cái loại kia ha, 2 phần 3, mình không nói phần 1 nữa ha. Thương hiệu Việt Nam mới bảo hành mà bao lâu đây không biết. Mình nghĩ bảo hành màn hình thì bảo hành năm đó bạn ha, 2 năm ha, 2 năm 1 năm ha, tùy theo ha. Này, của công ty Việt Nam mà VSB thì thật ra thì mấy màn hình hình như Dell, HP, Asus hay gì đó thì nó mắc tiền, hay thương hiệu Samsung gì đó thì cũng sản xuất ở bên Trung Quốc hết các bạn ha. Tất cả các linh kiện, các thiết bị tin tin học thường là mình thấy Trung Quốc, nó công xưởng thế giới, nó gia công cho các hãng nha, tùy theo cái yêu cầu thôi. Giá thì mỗi người một cái sở thích đó, tùy theo túi tiền mình á. Thì mình nhớ cách đây khoảng 10 năm, hơn 10 năm, những cái máy mà thế hệ G3141, mình cái máy CMS của mình ha, của công ty Tin học Việt Nam mình cũng CMS, cũng lắp ráp ha, cũng sản xuất mấy cái men, mấy cái đồ này, linh kiện này rẻ tiền này, chắc mình sản xuất là mình không bằng Trung Quốc. Mình kêu với gia công mình về mình lắp vô thôi, chứ mình tự sản xuất cái đầu tư ban đầu nó lỗ ha. CMS mà CMS chỗ này như thấy mình không biết còn không ha. Mấy năm nay thấy âm C, C, VSB này nổi lên ha. Rồi gọi thử chữ CMS. Xưa mình hay gặp máy tính CMS đó bạn. Thời xa vắng rồi. CMS.
CMS hoặc là cái phần mềm mà Digiwood CMC ha. Tây CMS vẫn còn các bạn ha, CMC CMS ha. Mà giờ thành nhà phân phối chiến lược à. Mình anh em ít thấy của nó ha. Vì máy tính mà ít thấy của nó. Thiết bị điện luôn ha. Máy tính. Cách đây 10 năm là máy tính là thấy mình CMS dữ dằn ha, phần mềm dữ quá CMC nữa. Giờ thành phân khối ha. Phân khối.